Lan, U22 Việt Nam tiễn đàn voi về nước. Bước vào trận đấu này, U22 Việt Nam chỉ cần một trận hòa là chắc chắn sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng. Thậm chí, ngay cả khi để thua U22 Thái Lan với cách biệt tối thiểu, thầy trò huấn luyện viên Park Seo vẫn giành vé đi tiếp. Khi trận đấu mới chỉ trôi qua được phút thứ 5, thủ thành Văn Toàn đã bất ngờ mắc sai lầm đáng tiếc. Từ đường truyền về của Văn Hậu, thủ thành của Hải Phòng phát bóng lên nhưng bóng bật trúng người Supachai đi thẳng vào lưới. Tỷ số là 1-0 cho U22 Thái Lan. Đến phút 11, U22 Thái Lan tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Hàng thủ của U22 Việt Nam đã mắc lỗi, bỏ quên Suvanat. Sau khi để U22 Thái Lan bất ngờ vươn lên dẫn 2-0, chỉ 4 phút sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của U22 Thái Lan, đoàn quân áo đỏ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2. Từ đường căng ngang chuẩn xác của Thanh Thịnh, Tiến Linh đánh đầu cận hành tung lưới thủ thành Non. Phút thứ 71, hậu vệ Thái Lan phạm lỗi với Tiến Linh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Tấn Sinh không thể đánh bại thủ thành U22 Thái Lan. Tuy nhiên, trọng tài đã cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả đá phạt đền vì cho rằng thủ thành U22 Thái Lan đã di chuyển trước khi Tấn Sinh dứt điểm. Và chính tiền đạo của Bình Dương đã bước lên thực hiện thành công quả penalty, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, hai đội kết thúc với tỷ số hòa 2 đều. Với kết quả này, U22 Việt Nam đã giành tấm vé dự bán kết với tư cách đội đầu bảng B với 13 điểm. Trong khi đó, voi chiến chính thức nói lời chia tay với SEA Games. Huấn luyện viên Park Seo bảo vệ Văn Toàn: "Thủ môn đã mắc sai lầm, nhưng tôi không muốn bình luận thêm về chuyện này nữa. Tôi sẽ không xem lại video để phân tích lỗi bắt nguồn từ đâu. Sắp bán kết rồi, chúng ta không nên nói lỗi cá nhân nữa. Dù mắc lỗi, nhưng hôm nay thủ môn Văn Toàn cũng đã cố gắng hết sức." Huấn luyện viên Park Seo chia sẻ sau trận hòa 2 đều trước Thái Lan ở lượt trận cuối, qua đó giành ngôi nhất bảng B vào bán kết SEA Games 30. Hai lần phá lưới Thái Lan, Tiến Linh chạm cột mốc lịch sử tại SEA Games. Một pha đánh đầu tinh tế, một quả penalty chuẩn xác, Tiến Linh không chỉ giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành một điểm trước U22 Thái Lan, qua đó lọt vào bán kết SEA Games, mà còn săn bằng một cột mốc lịch sử. Cụ thể, chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Bình Dương trở thành người Việt Nam thứ 6 ghi được 5 bàn thắng trong một kỳ SEA Games. Những người đạt thành tích này trước đó là Văn Quyến, Mai Tiến Thành, Văn Quyết, Võ Huy Toàn và Hà Đức Trinh. Đặc biệt hơn, Tiến Linh và Đức Trinh chạm tới con số 5 bàn trong cùng một kỳ SEA Games. Thời điểm họ đạt cột mốc lịch sử cũng chỉ cách nhau 2 ngày. Đức Trinh ghi bàn vào lưới U22 Singapore ngày 3 tháng 12. Mỗi người một sở trường, một lối chơi, nhưng cả Tiến Linh và Đức Trinh đều đã có những khoảnh khắc tỏa sáng tại SEA Games 30. Điều đó cho thấy sự sáng suốt trong cách dùng người của huấn luyện viên Park Seo. Fan Campuchia: "Việt Nam mạnh hơn chúng ta nhưng việc gì phải sợ?" Người hâm mộ bóng đá Campuchia đang sống trong những ngày hạnh phúc khi đội U22 lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games 2019. Mới đây, khi lãnh đạo bóng đá nước này thông báo gặp Việt Nam ở bán kết, các fan xứ Chùa Tháp cũng lập tức vào hưởng ứng, động viên đội nhà. Chỉ sau khoảng 3 giờ đăng tải trên fanpage Facebook, thông tin của lãnh đạo bóng đá Campuchia đã nhận về hơn 16.000 lượt yêu thích, hơn 1.700 lượt bình luận và 5.000 lượt chia sẻ. "Việt Nam hay hơn, nhưng chúng ta cứ đá hết khả năng đi. Việt Nam chơi nhanh lắm, chúng ta cần phải kiểm soát được bóng và đá ngắn như lúc đầu gặp Malaysia ấy. UE2 hãy chơi với sự tự tin và tiến về phía trước. Người Campuchia tự hào và luôn ủng hộ các bạn. Hãy cố gắng lên Campuchia, tôi yêu các bạn. Campuchia 2-0 Việt Nam. Năng lượng của Việt Nam có vẻ hơn chúng ta. Họ chơi nhanh và không hề sợ sệt đối thủ nào. Chúc Campuchia luôn may mắn." Báo Thái Lan đau đớn, thừa nhận nước mắt rơi khi bị loại ngay từ vòng bảng. Truyền thông Thái Lan vô cùng thất vọng sau khi thầy trò huấn luyện viên Nishino cầm vàng mà để vàng rơi, rồi bị loại sớm ở SEA Games 30. Sau trận đấu, nhiều tờ báo Thái Lan đã tỏ rõ sự thất vọng. Tờ Sin Sport đặt dòng tít: "Nước mắt Thái Lan rơi, chúng ta dẫn tới 2 bàn nhưng lại để Việt Nam gỡ hòa ở SEA Games. U22 Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi SEA Games khi để Việt Nam gỡ hòa dù sớm dẫn tới 2 bàn. Ở tình huống Thái Lan bị thổi penalty, thật đen đủi khi Việt Nam dù không thể chiến thắng được thủ môn nhưng trọng tài lại quyết định cho họ đá lại." Sin Sport tỏ ra tiếc nuối khi thầy trò huấn luyện viên Nishino không thể bảo toàn được lợi thế khi đã dẫn 2 bàn. Tờ SMM Sport đặt tiêu đề: "Về nhà đi thôi, Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng vẫn để Việt Nam gỡ hòa 2 đều." Sau khi bị gỡ 2 đều, do trọng tài cho Việt Nam thực hiện lại quả penalty, Thái Lan đã làm tất cả để vớt vát hy vọng. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, Thái Lan không thể ghi thêm những bàn thắng, chấp nhận rời SEA Games và ngậm ngùi nhìn Việt Nam cùng Indonesia đi tiếp. Tờ Fox Sports phiên bản tiếng Thái tỏ ra thất vọng khi đặt tiêu đề: "Không có phép màu, voi chiến chính thức bị loại khỏi SEA Games khi để Việt Nam gỡ hòa 2-2. Còn tờ Khao Sót lại đặt dòng tít: "Mục tiêu bảo vệ chức vô địch đã chính thức phá sản, voi chiến bị loại sau trận đấu đáng thất vọng trước Việt Nam. Quang Hải có thể đá trận chung kết." Ít giờ trước khi U22 Việt Nam ra sân Binan Football để quyết đấu với U22 Thái Lan, rộ lên thông tin cho rằng tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải bị đa chấn thương, bao gồm rách cơ đùi sau, tổn thương sụn chêm gối và tổn thương cơ háng. Thông tin này cho biết nếu không chữa trị tốt, Quang Hải có nguy cơ vắng mặt luôn ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra đầu tháng 10 tới tại Thái Lan.
Thông tin này khiến ban huấn luyện cũng như các thành viên U22 Việt Nam hoang mang bởi Quang Hải trước đó được chẩn đoán chỉ tổn thương cơ đùi sau. Chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải trấn an đội bóng về trường hợp Quang Hải nhằm giúp các học trò yên tâm thi đấu với U22 Thái Lan. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận hòa 2-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chia sẻ chính thức về tình hình chấn thương của Quang Hải. Quang Hải bị chấn thương nhưng không quá nặng như đồn đoán trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội thời gian qua. Cậu ấy sẽ không thể kịp bình phục ở bán kết, nhưng nếu hồi phục thần kỳ, đủ điều kiện sức khỏe thì tôi sẽ sử dụng Quang Hải cho trận chung kết trong trường hợp U22 Việt Nam góp mặt. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định. Cầu thủ Thái Lan quát trọng tài: "Ông là người Việt Nam đúng không?" Ngay sau trận hòa nghẹt thở 2-2 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, dư luận bày tỏ quan điểm trái chiều về quyết định của trọng tài Ali Ismail và trợ lý Hai Ramintan khi cho U22 Việt Nam được đá lại phạt đền dù Tấn Sinh thực hiện không thành công trước đó. Ngay trên sân, các cầu thủ U22 Thái Lan đã lao về phía trợ lý trọng tài Ramintan để phản ứng. Thậm chí, cầu thủ số 15 Promsupa Sarinkan có nhiều lời hét lớn với trọng tài biên: "Ông là người Việt Nam hả?" Bất chấp phản ứng của người Thái, U22 Việt Nam vẫn được thực hiện lại phạt đền. Tiến Linh đã nhận nhiệm vụ đá thay Tấn Sinh và anh hoàn thành nhiệm vụ. Huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích: "Tấn Sinh đá quả đầu không thành, tôi không muốn cậu ấy áp lực thêm nên quyết định đổi người sút." Đè bẹp U22 Lào, U22 Indonesia thẳng tiến vào bán kết. Bước vào trận đấu này với mục tiêu là một chiến thắng trước U22 Lào để qua đó giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games, các cầu thủ U22 Indonesia tỏ ra rất quyết tâm. Thế nhưng, họ đã vấp phải nhiều khó khăn trong những phút đầu trận đấu khi U22 Lào chủ động chơi phòng ngự phản công với đội hình thấp. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Indra Siafri cũng chỉ mất 6 phút để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của U22 Lào. Sau một pha phối hợp đẹp mắt, Ramdani dễ dàng sút tung lưới U22 Lào mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất, vì sau đó U22 Indonesia tấn công bế tắc và thường xuyên phải tung ra những cú sút xa cầu may nên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, một lần nữa U22 Indonesia có được bàn thắng sớm ở phút 47 của tiền đạo cánh Osvaldo Hay sau khi hàng phòng ngự của U22 Lào chưa kịp chấn chỉnh. Sau khi trận đấu trở lại, đến phút 72, U22 Indonesia có thêm bàn thắng thứ 3 sau pha sút 11m thành công của Bagas Nugroho. Đoàn quân của huấn luyện viên Indra Siafri khép lại trận đấu với bàn ấn định tỷ số 4-0 của tiền đạo Osvaldo Hay. Chung cuộc, với chiến thắng 4-0, U22 Indonesia thẳng tiến vào bán kết với 12 điểm sau 5 trận. Họ sẽ gặp đội đầu bảng A là U22 Myanmar tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Hạ Philippines, tuyển nữ Việt Nam tái đấu Thái Lan ở chung kết. Lợi thế sân nhà không thể giúp tuyển nữ Philippines san bằng cách biệt về trình độ với tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái áo đỏ hoàn toàn kiểm soát thế trận, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, tấn công liên tục, nhưng tuyển nữ Việt Nam phải chờ đến phút 60 mới có thể xuyên thủng mảnh lưới đối thủ. Cú dứt điểm hỏng của Huỳnh Như trở thành đường kiến tạo vừa tầm cho Thái Thị Thảo đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam. Tiếp đà hưng phấn, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đẩy cao đội hình tấn công và có bàn thắng kết liễu chủ nhà ở phút 84 do công của Tuyết Dung. Số 7 xâm nhập vùng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái áo đỏ sẽ tái ngộ Thái Lan ở trận tranh huy chương vàng. Ở trận đấu cùng giờ, Voi Chiến đã đánh bại Myanmar với tỷ số 1-0. Tiến Linh, U22 Việt Nam bất khuất, không đầu hàng trước Thái Lan. Chia sẻ sau trận đấu U22 Việt Nam với U22 Thái Lan, tiền đạo Tiến Linh khẳng định tinh thần Việt Nam bất khuất đã giúp các cầu thủ thi đấu tốt. U22 Việt Nam có trận đấu khó khăn khi thể lực chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ sau 10 phút, đội đã thua 2 bàn. Nhưng với tinh thần Việt Nam, chúng tôi không chịu khuất phục để sau đó giành kết quả tốt. Tiền đạo Tiến Linh khẳng định với tinh thần Việt Nam, toàn đội U22 đã sẵn sàng hướng tới một chiến thắng ở bán kết. Một ngày nghỉ sẽ là rào cản nhưng không thể khiến tinh thần Việt Nam đi xuống. Chúng tôi có thể không hồi phục thể lực 100% nhưng tinh thần thì luôn luôn bất khuất. Cầu thủ BKMX Bình Dương nhấn mạnh. U22 Campuchia là tập thể nhiều sức trẻ, đã thi đấu tốt. Thi đấu trên sân nhân tạo là lợi thế với họ khi đã được làm quen vì thường đá mặt cỏ này trên sân nhà. U22 Campuchia là đội bóng đá gơm, nhưng toàn đội U22 Việt Nam sẽ nỗ lực để mang về chiến thắng. Tiến Linh đánh giá. U22 Việt Nam mắc sai lầm để đối thủ có liên tiếp 2 bàn thắng ngay đầu trận đấu. Thế nhưng sau đó đã chơi tốt và bản lĩnh hơn. Chính tiền đạo Tiến Linh đã tỏa sáng với 2 bàn thắng để mang về kết quả hòa 2-2 chung cuộc. Khi đội bị dẫn trước, thầy Park luôn động viên các cầu thủ. Ông luôn nói hãy cho họ thấy mình là người Việt Nam. Chỉ cần câu nói đó, các cầu thủ được sốc lại tinh thần và bảo nhau và có trận đấu tốt. Dù bị dẫn 2 bàn, chúng tôi không nào núng. Các đồng đội thúc đẩy nhau để có thêm cơ hội và phải gỡ bằng được. Huấn luyện viên Ishino không phục quả phạt đền nhưng thừa nhận Thái Lan cần học hỏi Việt Nam. Ở tình huống gỡ hòa, ban đầu thủ môn Thái Lan Nong Muang Nam cản được cú sút trên chấm 11m của Tấn Sinh, nhưng tổ trọng tài cho rằng anh này đã di chuyển trước khi cầu thủ Việt Nam đá phạt nên quả penalty được thực hiện lại. Sau đó, Tiến Linh đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để mang về bàn thắng thứ 2 cho tuyển U22 Việt Nam.
Nói về tình huống này sau trận đấu, huấn luyện viên Akira Nishino cho biết: "Chúng tôi tôn trọng trọng tài nên không muốn nói nhiều. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, thủ môn cản phá quả penalty đầu là hoàn toàn chính xác. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Nhật khẳng định kết quả này là xứng đáng cho cả hai. U22 Thái Lan đã có khởi đầu ở vòng bảng không tốt, nhưng càng thi đấu, các học trò của tôi càng cải thiện. Đáng tiếc rằng, kết quả của trận đấu hôm nay đã không đủ tốt để chúng tôi giành quyền vào bán kết. Tôi là huấn luyện viên trưởng và là người phải chịu trách nhiệm." Ông Nishino cũng dành những lời khích lệ cho các học trò. "Đây mới là giải đầu tiên làm việc cùng lứa U23 Thái Lan. Chúng tôi có nhiều việc phải làm để các cầu thủ tiến bộ. Các cầu thủ có chuyên môn nhưng thiếu kinh nghiệm. Đó là điều chúng tôi phải cải thiện trong thời gian tới." Kết thúc buổi họp báo, huấn luyện viên tuyển Thái Lan dành nhiều sự tôn trọng cho người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. "Tôi là người hiểu khá nhiều huấn luyện viên Park. Tôi tôn trọng tài năng của ông ấy." Ông Nishino cho rằng, ở thời điểm này, bóng đá Thái Lan cần học hỏi những bước phát triển của bóng đá Việt Nam.